Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay thì em có đến với bãi biển của anh Tâm ha, địa chỉ ở xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hôm nay vườn của anh Tâm có lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số mặt hàng mai giống ha, hàng bonsai chung ghép siêu âm mình lại nè, cho cô chú anh chị mình sưu tầm và mình chơi Tết 2025 luôn. Giá cũng yêu thương lắm cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của anh Tâm nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Nhưng mà cô chú anh chị mình vào gặp luôn anh Tâm, nên Tâm chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi anh Tâm ơi, chào cô chú anh chị giùm em nha. Chào bạn, chào cô chú và em xem kênh. Nay em cũng có lên lại một số mai giống như siêu bông bình lợi với nhị ngọc toàn với thỏ hương á. Rồi. Thì clip này là một mã số 1A luôn á. Rồi. Một cây bình lợi ha. Dạ, cây bình lợi. Cái này phân bonsai cô chú anh chị ha. Thân lắc dáng lông cô chú anh chị nè. Nút nụ ngon lành luôn cô chú anh chị. 1A ha, quá trời nụ luôn rồi. Đó, có tàn luôn. Rồi, cho thông số cái này luôn anh ha. Vành được 18. Rồi. Cao 92. Tán ngang nó 89. Rồi. Ok, 1 nam vô luôn là 900 nha. Rồi, 900 ngàn bao ship luôn ha. Dạ. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 2A. Rồi. Là một cây siêu bông bình lợi. Này, cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Thân lắc nè. Đó, cụ đế có luôn ha, nụ nè cô chú anh chị ha, ngon lành luôn. Rồi, thông số luôn ha, mình được 19. Rồi, cao 68, cái ngang nó 78. Rồi, cái 2A này vô lưu là 800. Rồi, 800 ngàn bao ship luôn ha. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số 3A. 3A cũng là một cây siêu bông bình lợi. Rồi, cái này phơm tàn cũng ok lắm cô chú anh chị ơi, cái tàn nè, nút nụ ngon lành luôn ha. Rồi, có đế luôn nha cô chú anh chị ơi, thân lắc dáng lông luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số cho em anh ơi. Hoành được 18. Rồi. Cao 67. Cái ngang nó 71. Rồi. Ok, 3A vô lưu là 750 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4A. 4A cũng là một cây siêu bông bình lợi. Rồi. Cái này thân lắc ha, có tàn luôn cô chú anh chị, cái phong tàn nó ok lắm nè. Rồi, nụ vàng nụ siêu ok luôn. Nụ sáng cực kỳ luôn cô chú anh chị ơi. Nút nụ nè ngon lành luôn nha. Đó. Và cụ đế có thân lắc luôn. Thông số giùm em anh ơi. Mình được 16. Rồi. Cao 82. Cái ngang nó 69. Rồi. Cây 4A này vô luôn là 750 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5A ha. 5A. Rồi. Một cây siêu bông bình lợi. Cây này bỏ đế bàn ha. Mấy cọng rễ bỏ ra lực lắm cô chú anh chị. Mấy cây này chơi đế bàn bonsai lùng lực là ngon lành luôn cô chú anh chị. Lùng lực bonsai ha. À, nụ nè. Cái dàn nụ nhìn đúng chất luôn cô chú anh chị. Đúng chất lượng luôn cô chú anh chị ha. Cái cốt ghép nó chà lá nè anh luôn. An tâm ha, hàng bao chuẩn giống bảo hành giống ha, mặt hoa thị vườn hôm bữa cũng có lên rồi cô chú anh chị. Mình lại giờ bo nhiều dữ lắm, không ai bán nha, giống tào lao đâu, để mà cho cô chú anh chị mình mất công lắm. Nó giờ giống nhiều lắm cô chú anh chị ơi, mất khách hàng hết, không dám bán mặt bậy đâu ha. Cái lại em nhìn mặt lá cũng biết là chuẩn giống đó, cô chú anh chị cứ an tâm. Rồi thông số cho em đi anh. Ngột bài hút chi, ngột hút chi, rồi. Mình được 18. Rồi. Cao 74. Cái hàng nó 67. Rồi. Thì cây 5A này vô luôn là 800. Rồi 800 ha. Đổi cây luôn anh này. Rồi tiếp theo cây mã số 6A. Rồi. Cũng là một cây siêu bông bình lợi. Cái này mâm tàn dữ lắm nha cô chú anh chị. Mâm tàn ok á. Nút nụ nè. Nút nụ thì siêu nhiều luôn. Nói chung mà cái này nè, lúc mà thợ vô dây á quấn nó bị tét này chút ha. Nói chung không sao hết. Bình thường nè, cây vẫn xanh tốt bình thường nha, lá vẫn xanh hết, không sao hết, không ảnh hưởng gì cây nha. Đó, để nói chung thì sơ xuất lúc nào cũng có sẽ xảy ra sự cố ha cô chú anh chị ha. Đó, đâu ai hoàn mỹ 100%, nên là nói chung là cây không ảnh hưởng thì không sao. Nhà vườn bao ha, không sao hết. Rồi, nút nụ bao ha. Rồi thông số gì em anh ơi. Cây này đặt nụ luôn nha, mấy cây này là Tết này là nở đặt cái bông luôn á. Mình được 16. Cao 82. Cái ngang nó 67. Rồi. Cây 6A nằm vô luôn là 750 nha. Rồi, đợi cây luôn ha.
Rồi tiếp theo cây mã số 7A. 7A một là một cây cúc thọ hương. Ồ, có phơm tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Thọ hương nè, hôm nay cô chú anh chị mình cũng kiếm thọ hương nè ha. Đó, vườn tâm thì có thọ hương nè, nhị ngọc toàn nè, cúc kem hết, xuông Sài Gòn rồi cô chú anh chị ha, đủ thứ hết trơn cô chú anh chị. Đó, cũng 5-6 loại giống vậy mà hàng toàn chơi Tết ok không á. Cô chú anh chị mình thích loại nào thì mình cứ alo cho anh Tâm ha. Anh Tâm có, anh Tâm sẽ chụp hình gửi cây qua Zalo cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi, cái này phơm tàn thông. Cho em thông số cái này luôn anh ha. Mình được 18. Rồi. Cao 86. Đá ngang nó 85. Rồi. Cây 7A này vô luôn là 600. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Số 8A. Rồi. 8A một cây nhị ngọc toàn ha. Rồi. Cây này phơm tàn thông luôn cô chú anh chị. Phơm tàn thông ha. Rồi, cái tàn cũng ok cô chú anh chị ơi. Rồi, cho em sẽ thông số cái này luôn anh ha. Vành được 14. Rồi. Nụ nè. Cao 96. Rồi. Cá ngang nó 66. Rồi. Cây 8A này em vô luôn là 550 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 9 nha. 9A là một cây nhị ngọc toàn. Phong tàn thông luôn cô chú anh chị ơi. Phong tàn thông tiếp tục ha. Cái này cũng là nụ khá cô chú anh chị ơi. Nụ này thì chơi Tết ok ha. À, giống nhị ngọc toàn thì nó có hai màu bông cô chú anh chị ha. Một là màu kem, hai là màu vàng ha. Nó có bốn trạng thái hoa cô chú anh chị ha. Đó. Rồi, thông số cái này giùm em ha. Trời ơi, quá trời nụ. Lừ nụ luôn nè. Mình được 15. Cái này hơi thưa tàn tí xíu nhưng mà nụ bông thì chất lượng cô chú anh chị ha. Cái này Tết nở là đặt cây á. Cao 104. Cái này Tết nở một cái là cô chú anh chị mình bất ngờ liền. Giá ngang nó 617. Rồi. Cây 9A vô lưu là 550 nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Số 10A. Rồi. Là một cây siêu bông bình lợi nha. Rồi, cái phơm tàn ha, cái mâm tàn cũng ok lắm cô chú anh chị. Cái mâm tàn đã lắm nha. Đó, cái mâm tàn này chất lượng nè cô chú anh chị ơi. Nốt nụ nè cô chú anh chị ha. Đó. Nụ ngon lành cành đào liền nha. Đó. Nụ ok ha. Rồi thông số giùm em luôn anh ơi. Được 19. Rồi, nụ. Cao 65. Rồi. Giá ngang nó 74. Rồi. Thì cây 10A giao lưu là 700 nha. Rồi 700, cây này cuối clip anh cho anh. Cây này cây cuối clip em ngày hôm nay em cũng rồi. Xin cảm ơn cô chú chị em xem kênh và ủng hộ em. Dạ cảm ơn. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như anh Tâm cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.